Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nhà Đất Lâm Đồng nha. Không biết thời tiết chỗ anh chị thế nào chứ ở Đương Dương buổi trưa bây giờ vẫn còn khá là lạnh ha. Ngồi ở nhà mà phải mặc áo ấm á. Ở những vùng đất cao như thế này gió thổi thường sẽ nhiều, cho nên sẽ tạo cho mình cảm giác nhiệt độ lạnh hơn được ghi nhận. Nơi em đứng đây là thuộc xã Quảng Lập, Đương Dương, Lâm Đồng. Chỗ này là đường số 3 xã Quảng Lập nha mọi người. Cách chợ 1 km, khu dân cư hiền hòa, chủ yếu là người Nam. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị một lô đất thích hợp xây nhà vườn, rộng 412m², đã có sẵn thổ cư rồi. Điểm đặc biệt của lô đất này là có mặt tiền kéo dài từ Tây sang Đông, theo hình cánh quạt. Cho nên nếu mà anh chị xây nhà, mình lựa chọn hướng thoải mái ha. Con đường số 3 này cách nhựa 300m, hai đầu đều thông. Đường hiện tại rộng 4m, khu vực dân cư đang phát triển. Anh chị nào đang tìm một mảnh đất nằm ngoài ô Đà Lạt, cách Đà Lạt tầm khoảng 30-40km thì có thể tham khảo lô đất này nhé. Ok, còn đây là lô đất ngày hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người. Là cái lô có tường rào bao quanh này đây. Giáp kế bên là một nhà nghỉ đang được xây dựng ha. Khoảng tháng sau là xong rồi. Hướng này mình đi thẳng là ra đường DH15 nhé mọi người. Ra nhựa quẹo phải là ra trung tâm thị trấn Thành Mỹ, còn quẹo trái là ra chợ. Còn hướng bên này đi thẳng là ra khu trường chợ Ủy ban Nhân dân ha. Ok, lô đất ngày hôm nay có mặt tiền là 35m, kéo dài từ giáp cái căn nhà này kéo qua bên kia tới cái cây cột bê tông á. Sâu vào trong là 27m, tổng diện tích 412m², trên đất đã có sẵn 144m² thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Và thửa đất này quy hoạch full thổ cư, cho nên nếu anh chị muốn chuyển thêm cũng được nhé. Khuôn viên xung quanh đã rào lại hết rồi. Bên cạnh thì người ta xây nhà nghỉ quy mô 8 phòng, 1 trệt, 1 lầu. Đây cảnh này sâu 27m. Cũng tương đối rộng rãi ha. Nguồn nước ở đây mình sử dụng là nước giếng khoan nha mọi người. Chỗ này khoan tầm 40m là thấy mạch nước. Nguồn nước ở đây không có kim loại nặng nên mình có thể lọc ra là sử dụng được rồi. Ở Đương Dương này em đánh giá là chính quyền tương đối thân thiện với người dân ha. Nếu anh chị cầm một cái sổ đất này ra để hỏi chuyển mục đích hay là kiểm tra quy hoạch thì rất nhanh thôi, nhân viên sẽ cho mình cái kết quả trả lời kèm theo một nụ cười ha. Về thế đất này thì nó cao hơn cái những lô đất đối diện Thế Dương. Xây nhà khỏe ha. Đèn đường mang đêm. Về giá bán cho lô này là 2.260.000.000. Cho lô đất rộng 412m², đã có sẵn 144m² thổ cư rồi. Đất nằm mặt tiền đường số 3. Thì anh chị nào quan tâm có thể liên lạc em theo số điện thoại trong video nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.